Xin kính chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ các bạn một cái mẫu đề, một cái bài tập chạy ngón mà hết sức là đơn giản và hết sức là hay luôn các bạn ơi. Hết sức là thực tế luôn. Bài chạy ngón này các bạn có thể áp dụng vào làm cái mẫu đệm. Lúc mình đệm hát cho người ta hát á, mình có thể làm cái mẫu đệm. Hoặc mình có thể làm cái bài tập luyện ngón luôn, cho ngón mình nó đều và đẹp hơn. Trời trời, cái bài tập gì mà sao nó hay dữ các bạn ha. Chúng ta cùng tìm hiểu nè. Các bạn quan sát dòng nhạc nha. Mình sẽ đánh rải cái hợp âm như sau. Ví dụ mình rải la thứ này là đô mi lá đúng không các bạn? Chúng ta sẽ rải hướng đi xuống, tức là từ phía lá mi đô là, mình rải ngược xuống các bạn ha. Mình chỉ rải ngược như vậy thôi. Lá mi đô là, tức là chỉ rải hướng đi xuống thôi, không có rải đi ngược lên các bạn ha. Dễ các bạn, quá đơn giản rồi. Chỉ có một thế một rải cứ đi xuống. Cứ lá mi đô la rồi đánh tiếp tục lá mi đô la, cứ đánh đều như vậy. Mà các bạn nhớ, chúng ta sẽ đánh hình nốt móc kép, tức là bốn nốt trong một phách. Những bạn nào không rành về lý thuyết âm nhạc thì các bạn cứ nhớ giùm mình như vậy. Mình đánh làm sao mà bốn nốt trong một phách mình chia đều ra như vậy là được. Ok các bạn nhé. Bây giờ mình tập ví dụ như hợp âm la thứ, mình sẽ đánh là lá mi đô la. Rồi tiếp tục cái lá mi đô la mình rải vậy thôi. Tùy các bạn có thể đánh quãng 8 dưới này cũng được, hoặc đánh quãng 8 trên này cũng được. Tùy các bạn ha, tùy cái quãng để mình đánh thôi. Giờ mình tập dưới này. Các bạn nhớ lúc ban đầu tập, luôn luôn tập chậm. Đừng bao giờ ham nhanh các bạn. Thấy người ta đánh đúng không? Thấy người ta đánh trời ơi trời, đã quá bắt đầu vô mình nhào vô mình đánh. Các bạn ơi, mình sẽ đánh bị vấp hoài, dẫn đến sự chán nản và mình không muốn tập đàn nữa các bạn. Vì vậy chúng ta lúc ban đầu tập, luôn luôn tập chậm. Đừng ham nhanh các bạn nhé, tập thật chậm. Lúc mới tập, mình tập thật chậm cho quen trước đã. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Đó, mình cứ tập chậm như vậy cho tay, cho ngón mình nó quen. Nó quen và nó đều ngón các bạn nha. Đánh đều ngón mới là điều quan trọng. Chứ đánh ai đánh cũng được các bạn. Đánh ai cũng được rồi, nhưng mà phải đều ngón. Khi vang lên đều. Ok bạn nha. Rồi ví dụ mình la thứ mình đánh như vậy. Mình đánh lá mi đô la. Hoặc các bạn có thể đánh các thế đảo của hợp âm la thứ cũng được. Ví dụ mình đánh mi đô la mì cũng được các bạn. Cũng được, hoặc các bạn đánh đô la mi đô cũng được. Ok bạn nhé. Tùy vào cái bài mà các bạn chạy ngón, các bạn đánh thế đảo cho nó phù hợp. Còn lúc mới tập các bạn nên tập ở thế nguyên vị thôi, tức là lá mi đô la. Hợp âm nào thì ngón út sẽ là ngón nốt đó đầu tiên. Ví dụ hợp âm la thứ thì ngón út này sẽ là nốt la. Rồi cứ tương tự như vậy. Rồi cho mình khi mình tập la thứ xong mình quen tay. Rồi mình qua hợp âm khác, ví dụ hợp âm si đêm đi. Thì các bạn nhớ mình đánh thứ nguyên vị trước các bạn nha. Mới tập tới cái tập nguyên vị trước. Rồi si đêm mình đánh nốt si, nốt pha, nốt rê và nốt si. Rồi bắt đầu mình tập, mình xác định ngón xong, xếp ngón xong bắt đầu mình tập cho thôi. Nó chỉ có một thế ngón thôi các bạn. Đó là út, giữa, chỏ và cái. Luôn luôn có một thế ngón thôi các bạn nha. Nếu mình đánh thế nguyên vị á. Mới tập cứ tập chậm, rải đều cho đều ngón. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Xong. Đó là thế của si đêm. Bây giờ mình qua đô trưởng tương tự như vậy. Đô trưởng mình bắt đầu từ nốt đô các bạn nhé. Luôn luôn, các bạn cứ nhớ. Hợp âm nào thì nốt ngón út này sẽ là nốt đó. Cứ nhớ đơn giản như vậy, cái mẹo để mình dễ nhớ. Đô trưởng mình đánh bắt đầu từ đô. Đố, son, mi, đồ, thế ngón giống hồi nãy thôi, út, giữa, chỏ, cái, có một thế ngón một thôi các bạn. 1, 2, 3, 4, như vậy là hết một ô nhịp. Ô nhịp mình có 4 phách đúng không các bạn, thì mình rải đều 4 lần như vậy là xong được một ô nhịp các bạn nhé. Giờ qua rê thứ tương tự như vậy, rê, la, pha, rê, có một thế ngón một thôi các bạn, xếp vô là có thế ngón một rồi, không thể nào xếp được khác được các bạn ha. Rồi mình cũng đánh tương tự như nãy, mình tập chậm trước, đừng ham nhanh. Là xong một ô nhịp, bắt đầu chuyển qua âm tiếp theo. Tương tự như vậy các bạn ha. Rồi qua rê mi thứ cũng vậy thôi. Bắt đầu từ nốt mi. Mi, si, son, mi. Có một thế ngón một các bạn, khỏi cần phải nhớ cái số ngón chỉ cho mệt. Tại vì có một thế ngón một thôi các bạn, không thể nào khác được. Rồi mình tập chậm cho quen tay cái thế của bên mi thứ này. Là xong,
Bạn thấy dễ không? Quá dễ bạn ha. Chỉ có đi xuống là cứ tưng 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 đi xuống vậy thôi. Bây giờ mình qua pha trưởng tương tự như vậy. Bắt đầu từ nốt pha ngón út. Rồi phá đô la phà. Con thế ngón một à. Mình đánh chậm trước. Là hết ô nhịp. Dễ không các bạn? Quá đơn giản ha. Bây giờ mình qua son trưởng cũng tương tự như vậy. Bắt đầu từ nốt son là ngón út. Rồi cái ngón còn lại vô. Rê, si, son. Xong. Bắt đầu mình tập chậm cho quen tay. Là xong. Bạn thấy dễ không? Lúc đó khi đã quen tay rồi, mình bắt đầu đánh cho đúng ô nhịp. Theo từng ô nhịp ở trong cái dòng nhạc luôn các bạn ha. Đánh cho đều. 1, 2, 3, 4. Chuyển. Chuyển. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, là hết. Các bạn nhớ phải tập chậm như vậy đó, cho tay mình nó quen, nó đều ngón, chứ mình đánh như vậy là thua đó các bạn. Đánh như vậy nó có đều bạn ha, không nó không đều ra hình nốt móc kép, tức là bốn nốt cho một phách, mình phải rải đều ra. Các bạn dù nhanh hay dù chậm nó cũng phải đều thì chúng ta đánh nó mới nghe cái nốt vang lên nó mới hay được. Ok bạn nhé, nhớ luôn luôn tập chậm cho tay mình quen. Rồi bắt đầu mình đã quen tay rồi, bắt đầu mình tăng tốc độ lên đánh đúng với lại cái tempo. Các bạn có thể mở metronome lên, nếu như bạn nào chưa quen á, mình có thể mở metronome lên. Đầu mình đánh theo metronome. Ok bạn nhé. Còn những bạn nào có thể quen, chúng ta đánh bình thường không cần phải metronome cũng được. Bắt đầu mình khi quen tay rồi, bắt đầu mình kép tay trái vô. Tay trái các bạn có thể mở, những bạn nào chơi organ, các bạn có thể mở cái rip trống lên. Mở một cái rip trống, bất kỳ rip trống nào cũng được. Rồi sau đó mình sẽ đánh theo. Rồi sau đó mình sẽ đánh cái tay tay phải theo. Áo dụng như mình tèo đang mở rip trống này ha. Rồi mở rip trống này đánh theo. Các bạn, lúc các bạn đánh organ á, thì các bạn có thể mở rip trống để mình đánh theo như vậy. Còn những bạn nào đánh piano thì chúng ta sẽ đánh cái mẫu bass của piano mà Tèo đã chia sẻ ở các clip trước rồi đó. Mẫu bass của bên piano đó mình sẽ đánh là tùm 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 tùm. Mẫu bass của bên piano của điệu disco các bạn ha. Rồi mình sẽ đánh là nốt âm chủ và âm chủ. Mình cứ thay phiên nhau vậy thôi. Rồi bên đây mình kết hợp vô, mình rải thôi. Bạn thấy nghe đã không các bạn? Đánh nhanh lên tốc độ nghe cực kỳ hay các bạn ha. Lúc đó mình vừa làm cái mẫu đệm, vừa làm cái câu chạy luôn đó các bạn. Rất hay. Rồi như vậy mình đã tập xong được cái ba mẫu này rồi. Bắt đầu mình sẽ tăng tốc độ chút xíu. Đánh đúng điệu disco các bạn ha. Các bạn lúc mới tập, lúc ban đầu tập thì nên tập chậm nha. Khi nào mình quen tay mình mới tăng tốc độ như vậy. Đừng thấy ta đánh bắt đầu ham, nhào vô đánh luôn là không được đâu các bạn nhé. Rồi khi đó mình đã quen tay rồi, bắt đầu mình sẽ tìm một số bài hát để mình đệm vào, để cho mình quen tay các bạn ha. Bây giờ mình tập làm mẫu đệm ha. Rồi bây giờ mình sẽ áp dụng cái mẫu đệm của mình vào một bài disco các bạn ha. Đánh organ các bạn ha. Mình sẽ áp dụng nó vào bài, ví dụ như bài Biết Tìm Đâu đi. Rồi vô thử các bạn nha. Ok bạn ha. Đó chúng ta áp dụng vào làm mẫu đệm cho một đoạn, một bài nào đó, đoạn điệp khúc bạn, đoạn cao trào sôi nổi nha bạn ha. Ví dụ như bài nữa bạn nè. Rồi ví dụ như mình áp dụng mẫu đệm này vào bài Đi Về Nơi Xa đó các bạn ha, của ca sĩ Đăng Trường hát xưa nè, mình thử nha. Yo. Và em đã bước đi không còn quay về. Mình anh
vơi, giá vắng bao năm đi rồi nơi xa. Các bạn thấy rõ ràng đó, mình áp dụng cái mẫu chạy ngón đó làm cái mẫu đệm cho ca sĩ hát cũng đều được các bạn ha. Nhưng mà nhớ là ở đoạn điệp khúc đó nha. Còn những cái đoạn A, đoạn mở đầu thì đừng có đánh cái mẫu đệm vô, nghe nó kỳ lắm các bạn. Nhớ để đoạn điệp khúc mình sẽ đệm vô. Hoặc các bạn nào đánh piano thì các bạn cũng thể áp dụng mẫu đệm này. Lúc đó tay trái mình sẽ đi bass bên đây, đi mẫu đệm tay trái nè. Đồng tay phải mình áp dụng như thôi. Và em đã bước đi không còn quay về. Mình anh vẫn giá bằng bao năm đi về nơi xa. Các bạn, mình có thể áp dụng vào kể cả organ và piano đều được các bạn ha. Nhưng mà anh nhớ, lúc ban đầu tập á, luôn luôn tập chậm trước thôi cho quen tay. Và khi đệm vào bài hát, chúng ta có thể lựa chọn những cái mẫu đệm mà ở hợp âm thế đảo các bạn, để mình áp dụng vào bài. Ví dụ như mình đánh la thứ ở đây đi. Rồi ví dụ như qua đô trưởng, các bạn có thể chạy ngón. Nếu mà bạn nào tay, bạn nào mà lẹ đó thì, linh hoạt thì chúng ta có thể chạy qua đô trưởng luôn. Ví dụ la thứ đánh đây. Rồi đô mình nhảy ra qua đây luôn. Còn những bạn nào mà chúng ta chạy không được, tay không được linh hoạt lắm, thì chúng ta có thể áp dụng các thế đảo. Ví dụ la thứ ở đây, mình muốn qua đô trưởng, nếu mình chạy trên trên này thì nó quãng hơi xa. Mình đánh ra thế đảo, mình đánh đây. Sòn đô mi sòn, mình đánh thế đảo này. Đó, để cho mình di chuyển từ la qua đô nó mà nó gần hơn, nó tiện hơn. Mình đỡ phải di chuyển cái bàn tay, nếu như tay mình không linh hoạt thì mình áp dụng các thế đảo vô các bạn nhé, để cho tay mình nó đỡ phải di chuyển. Còn những bạn nào mà tay linh hoạt thì Tèo nên khuyên các bạn là di chuyển hợp âm luôn. Mình di chuyển qua luôn, đừng có một áp dụng thế đảo. Nhưng mà có một số trường hợp chúng ta phải sử dụng thế đảo đó các bạn. Tại vì sao? Di chuyển hợp âm liên tục. Ok bạn nhé. Tèo vừa chia sẻ các bạn một cái mẫu chạy ngón, vừa làm áp dụng làm cho chúng ta bài tập luyện ngón nè, vừa dùng để làm mẫu đệm khi đệm hát, cực kỳ hay, cực kỳ thực tế và cực kỳ đơn giản các bạn ha. Các bạn nhớ tập luyện theo gì Tèo chia sẻ, luôn luôn tập chậm trước, đừng ham nhanh, tập thật chậm cho tay mình nó quen. Cứ nhớ chu kỳ 4 nốt trong một phách, mình cứ rải đều 1 2 3 4, 1 2 3 4 1, mình cứ nhấn vào phách số 1 là ngay ngón út các bạn nhé. Cứ nhấn vào cái ngón út là tự nhiên cái ngón của các bạn đánh sẽ đều, nốt nó vang lên nó đều, nghe nó hay hơn. Các bạn hãy cố gắng tập luyện nhé. Nếu như trong lúc tập luyện còn điều gì mà khó khăn thắc mắc, các bạn cứ để là bình luận phía dưới clip, Tèo sẽ chia sẻ các bạn. Hoặc các bạn cần biết, cần tìm hiểu cái kỹ năng gì, kỹ thuật luyện ngón gì, các bạn cứ để lại tên, rồi sau đó Tèo sẽ chia sẻ các bạn. Nếu các bạn thấy kiến thức của Tèo chia sẻ bổ ích, các bạn nhấn cho Tèo một like với nha, rồi bấm nút đăng ký kênh của Tèo Piano luôn. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn ở clip sau nha.